ăn rau sống không? Cô từ sáng giờ để cắt như thế nữa anh nè, bây giờ là làm trứng nha, đúng là không có nói vấn đề tiền bạc, nhưng mà nó vui rồi, bây giờ kệ đó. Giống con mũi quá. Không phải. Giống như con không phải nói vậy đó. Rồi. Bây giờ nè. Làm có chút mà thầy mệt. Không phải, tại vì tôi mới vừa xong. Tại bữa cô biết sao nó nóng quá đi. Nó nóng mà rồi cái vô cái máy lạnh, hồi nó không quay cô đâu cô lo. Chờ làm trứng nè, mình nói chơi nè. Kỳ rồi á, tôi coi cho cô mở hàng. Hàng rồi nè, sẽ bắt đầu có cứ bỏ vô đi. Kỳ rồi, đó. Là tôi đi bán quế được 30 đồng rồi nè, bỏ vô luôn. Đó rồi, tới đây sao á. Này, cái tới đúng ngày 1, tây tháng 1 á. Mình mở ra, mình làm từ thiện. Tại vì, nó vui gì đó. Chứ đâu có học có mặt cô đâu. Quay cái tay bỏ vô cho đẹp. Tôi mới lụng con heo đó. Bỏ vô cô. Cái này đổi tiền một nè. Bỏ vô. Học quay mặt. Có tiền đồng luôn hả chết ta. Nói vậy đó làm đúng. Ông mọc tay nó ngày mà ngày. Cái lần là chủ nhật á, từ ngày Noel tới mọc tay. Bỏ kia còn cái bao thơ kia không để cho thầy. Rồi, tùy duyên. Đó, tôi đây tôi không đụng tới. Để có ai không, vô nó lên mẹ hỏi cái này. Hỏi thiệt, trong nhà không có quay mặt với cô đâu. Rau bán 5 đồng bịch thì mắc hay rẻ? Không biết rồi. Liệu đó là rau dền. Nó mồng tơi này hỏi thiệt. Còn mấy cô thì đặt bỏ nhiêu bỏ, nhưng mà ý theo bên ngoài vậy đó. Không biết là bao nhiêu một phao. Đâu cầm lên coi. Mình tính bao nhiêu một phao để mình. Rau non lết đó. Cái nào nó non thì nó non lắm. Thấy không? Cái cài sáng rồi, cắt bớt với cái mồng tơi. Rồi uống nước đi rồi đi. Nó hàng tiếng thì tôi nghĩ dạng chắc về hôm mà ngày mai tôi đi bác sĩ. Ông đi không đấu á? Không có, bởi vì nó kẹt hầm nãy tôi bị cái tai nạn vô xe nữa. Tôi phải đi bác sĩ nữa, đang nó khám tôi. Mà sao từ bữa đó tới giờ nó xuống luôn á. Mình cũng có bệnh sẵn rồi. Nhưng mà từ đó tới giờ nó xuống. Nó... Đây là lấy cái bao này nè. Nè. Đây nè. Đây nè. Ờ, được rồi, cái đó là rồi go. Nhưng mà đi về á, muốn ăn thêm nước thì bỏ thêm vô. Muốn ăn chắc đổ miếng nước dừa vô được. Từ tùy cô à. Nước dừa tươi á. Đúng rồi, ngon. Thì còn ngon nữa, tôi đâu rau dừa tươi đâu. Nó đậm đà. Nếu muốn ăn mà nó đậm đà để thêm, muốn ngọt để thêm, muốn mặn để thêm. Tại cứ lên báo thầy từ nhã chứ để con đi rồi cái thầy thấy lâu quá không thấy lên rồi. Là tháng 9 mới về, đầu tháng 9 đi đâu dữ à? Con đi Cali. Tháng 9 đi chắc qua tháng 10 có khi nếu mà không có gì thay đổi chắc con về Việt Nam 1 tháng nữa. Ồ gì hả? Về làm ấy ôm mộ cho ông già rồi này nọ. Rồi về tỉnh nào cô? Con ở Sài Gòn. Sài Gòn. Con ở bên Thủ Đức á. Ở chỗ nào nữa? Con ở ngay chỗ cái đó gọi là Linh Đông Thủ Đức. Biết, gần bến xe rồi luôn. Nhà phường Linh Đông Thủ Đức. Linh Đông Linh Chiểu rồi cái chỗ cái chỗ water đi lên á. Dạ, đúng rồi. Nếu mà có về và anh nói rồi tôi có Phật tử về quê nhờ sầu riêng á. Dạ. Để lên đây chờ ăn, nó không có thuốc. Con về con đi ta bà tám xứ thôi. Đi hai cô luôn hả mò bà? Dạ, đi Cali đi hai người. Đi về đây thì bà không có đi Việt Nam. Tại bà không còn ai Việt Nam. Dạ. Con là tại ông già mới chết hôm nọ đó. Con chưa có về được. Thử về để lo cho ông cho rồi. Nói bà nói sáng nay nói thôi chạy qua thầy Tài chút xíu. Bà nói chị qua thầy Tài báo thầy mình đi chứ không thôi được. Ủa có hẹn bữa nay qua đây là gu quên hả? Dạ không, con đâu có nhớ đâu, con chỉ nói qua để chào thầy thôi. Con nói qua thôi, qua chào thầy. Hồi tối cũng không được, tới 1 giờ rưỡi tôi dậy tôi nấu cho nó rồi. Cứ giống gì mà cái máy lạnh tôi đó. Mình nói xin lỗi tôi phải mình là nghèo, mình không tức kìa. Không ai nói thì là nghèo giàu. Có nghĩa là mình có điều kiện. Nhưng mà thầy mua cái này được á? Không, tôi nay, đây tôi kể nghe nó tức.
ngồi chơi cây dùng máy lạnh nghe. Thấy mình là giàu, mình là nghèo, mình không tức, để rắp gì. Có cho ai nữa không? Không, có bán. Không có, thì cắt thì là tôi ý, tôi hỏi thử. Thì con lấy tôi ra tôi cắt nữa. Thằng Nguyên Mạnh Tuần cắt dạy bạch ra, rau vòng tơi mà. Làm cái máy lạnh nó 6-7 ngàn đồng bạc. Cho nó tốt luôn. Tôi cũng nói trước trời Phật chứng minh cho tôi. Hồi tôi ở Sài Gòn ăn nhà ở đầu rồi thôi. Tôi đi về quê, ai cũng nói tôi về quê, chứ không nổi. Tới 12 năm tôi sống ở Sài Gòn. Về quê, cũng trời Phật cũng thương. Nguyên cái làng là có mình tôi, mới lạnh là tôi nói thiệt. À, tôi ăn cực. Dạ, cho nó thoải mái. Tôi mặc, tôi không xe xua, tôi không xe xua, mà nó nóng, thì không nổi. Các em bên lạnh, qua bên đây cũng về, tôi nói, ở nhà cũ thì nhiều được chứ. Phải yêu cầu có mấy lạnh tốt, mà tôi là tôi mừng rồi. Rồi cái ông thì sao còn ở không thầy? Dạ con. Chắc đi làm hả? Dạ, nó không đi hết tóc đâu đó. Gắn được cái máy lạnh tốt mừng rồi. Mà hỏi cô coi bây giờ cái đàn ống á, nó thổi vô mà nó không hút ra. Thổi vô không hút ra. Có nghĩa là lạnh nó thổi vô nhưng mà nó không hút cái nóng ra cũng như không. Nó quằn. Tôi ngủ không có được. Rồi bây giờ nó khổ, sợ á. Sao này làm, dạ sao này các gì làm nhà, các gì nhớ. Nghe đi. Alo. Nấu nguyên ơi, nấu nguyên cơ chơi rồi chứ nữa anh chi. Hả? Không mai nó ăn được mà. Là ta mà ok. Bên tháng 9 về là có hộ qua rồi không thầy? Bỏ rồi, nó mềm rồi, nó chảy ra hết rồi. Tôi tính hai cái lá thì các bạn tôi tính nó 10 giờ cô mới lại. Hai lá gì? Tập ăn lá khô qua nó tốt hơn là trái nữa. Trời. Rồi cuối mùa đó. Tôi lấy cái dây tôi chặt cho, tôi phơi cho. Năm rồi tôi phơi tôi cho nhiều người lắm á. Ừ, chính là cái lá với cái dây cũng hơn cái trái. Cái lá cô nhớ không? Cái ráng đi sang chính nó còn nhiều. Bởi vì năm nay nó lên chậm lắm. Vì mình trồng organic, mấy cái này đâu có tư phân thuốc làm gì. Dạ. 8 tháng 9 mình mới bây giờ không giấu đó thì chỉ có quế là lâu lâu tôi rải chút phân ure thôi. Bởi vì cái đó nó còi thì phải cho nó vẽ nó xanh lên. Còn tất cả đồ là organic hết. Cái lá hôm qua là cô nấu, cô mua nấm á, cô xào. Cô nấu nước cái xôi cô niêm hết, đang xôi phần. Cô hốt năm lâu qua cô rửa sạch, cô bỏ vô. Nếu ngoài đời cô ăn tép, ăn thịt thì cô làm chín hết đi. Rồi vậy nhắc xuống liền. Nhận xuống rồi nhắc xuống liền là không có đắng. Và cua chai nước rồi hả? Cua rồi cầm đi. Cái tôi kể cho nghe khi phải làm. Như vậy nên nó mới bệnh đó cô. Mà giờ ý tôi nói sao này làm nhà gì nè. Thợ nào một thợ à. Cái ông sĩ sao thầy? Thì ông cũng được nhưng mà có nghĩa là chú thì thầy hồi đó biết thì để nhờ chú kêu luôn thì nó dễ. Có gì thì mình kêu ngay vào ông thợ mình nói. Ông cũng làm cho chị Tuyết xong rồi nè. Dạ. Cái đó chú sĩ thì làm nhà. Còn ý tôi nói, thí dụ bây giờ mình mướn ông thợ làm nhà. Thì nhà ông kêu điện, kêu máy lạnh. Ông có bạn bè, ông kêu. Nó không có phiền. Sao rồi mình kêu. Còn mình quen ông này, mình kêu làm này kêu. Cuối cùng đổ qua đổ lại nó nhức đầu vậy lắm. Có biết ông nhức đầu hết. Còn nhờ ông sĩ làm gì không? Còn nhờ ổng làm cái máy hiên ra mà ổng nói ổng đang mệt mấy công trình chưa có tới được. Từ từ để ta nói chứ. Tại bây giờ chú cũng năm nay cũng hơi đến tuổi rồi, yếu. Chứ đi xa đó, xăng dầu nó lên quá, có biết không? Mà lấy mắt đó thì ổng cũng ngại, nó ngay. Ông sĩ thì ổng được cái chỗ đó chứ lắm này, tôi đứng ngay giữa tôi nói thiệt. Bây giờ thứ bảy chủ nhật là ổng không muốn đi làm nữa rồi. Vậy hả? Dạ. Yếu rồi á. Nói chứ con người nó bắt đầu nó xuống luôn rồi coi. Nó có giới hạn. Rồi kể lại á, thành ra cái máy lạnh nó cứ làm vậy tôi không có ngủ được. Nhưng mà tối này 1 giờ thử tôi dậy tôi nấu là ngu á. Tôi nói là sao ngủ. Đâu đã tới 5 giờ sáng mình vô nằm chút 6 giờ ra ngoài vườn. Cái này không có giãn thôi. Ra ngoài nhưng vườn. Mà thôi thầy đừng có ra lúc trời nắng thì không có tốt. Nắng quá thì không có ra. Nhưng mà năm nay nó kỳ lắm. Tưới bao nhiêu nước là tưới nhưng mà nó vẫn rút rồi nó khô trời. Đúng rồi, nắng quá nó hút hết à.
Cái chiều ngày hôm qua tôi thử mấy cái ớt á. Mấy cái ớt hồi xưa mình không có cái thùng, mình bỏ vô cái thùng nước sên á. Yeah. Đục lỗ rồi đó nghe. Mà vậy đó mà khi mà tôi từ cái thùng nước sên tôi nóng quá, tôi sang qua cái chậu mỏng hơn, lật nó lên nó đóng nguyên một cục đất mà dưới nó nóng, cái tay mình để vô còn nóng đó cô. Vậy sao cây cối nó tốt được? Năm nay trồng cây cối trần thân mà trời Phật cũng cho là sao? Nhưng mà hôm nay nó nóng sớm quá, mấy đầu hè mà nó nắng gay gắt rồi hả? Thì nó hết tuyết sớm rồi. Ừ. Rồi trời ơi, nó ăn mà nó dịch ra vậy đó. Nó đang quậy, nó văng tùm lum mấy con chim này. Mua cái bịch trên ăn là mười mấy đồng rồi chứ đâu. Phung phí, thôi xin phép thầy. Dạ. Dạ. Cái này con chưa có uống để cho ai. Cầm uống đi. Dạ không, đâu. Con có hai con tháng không gặp ha. Dạ. Dạ, lên chào thầy luôn chứ không. Dạ. Thầy nếu mà đâu. Chừng nào mấy cô đi về mà có đi Việt Nam nói tôi nghe. Dạ. Tôi không có làm gì phiền đâu. Ví dụ tôi có gửi thư, gửi từ hay gì đó. Dạ. Giảng thọ. Dạ. Thì là nhớ ra gu vậy mà đại đức vừa vô.